Rồi, ok. Câu số 21. 21 này là một câu mà thầy muốn nhấn cho các em, bởi vì câu 21 này là chúng ta bị lẫn lộn về ký hiệu khá là nhiều các em ha. À, vì nó bị lẫn lộn về ký hiệu cho nên thầy sẽ, đây là lần cuối cùng thầy giải cái dạng bài này về U hãm này, cũng như là hướng dẫn lại ký hiệu cho các em nha, để chúng ta không bị lầm lẫn nữa, đặc biệt là những bạn mà học lớp off của thầy ha. À, học đang học 2K3 của thầy á thì chúng ta hay bị nhầm lẫn cái ký hiệu này nè. Rồi, đọc đề cùng với thầy đi các em. Khi chiếu một bức xạ điện từ có bước sóng là 0,1 vào cathode của một tế bào quang điện thì xảy ra hiện tượng quang điện và hệ điện thế hãm lúc đó là 2V. Được không? À, vậy thì thầy sẽ có đây là câu số 21 nè. U hãm bằng 2V. À, lambda 1 bằng là 0,3 micromet thì U hãm bằng là 2V. Đấy. Bây giờ nếu đặt vào giữa anode và cathode một tế bào quang điện là UAK bằng -2V và chiếu vào bức xạ là lambda 2 bằng 0,15 micromet. À, thì đề bài hỏi là động năng cực đại lớp trong ngay trước khi tới anode bằng tiếp lưu động mắc tại anode bằng bao nhiêu? Đấy, câu hỏi của đề là như thế. Được không các em? Rồi bây giờ thầy sửa bài này ha. Rồi, sửa bài như sau. Đầu tiên nè, ý đầu tiên. Chiếu ánh sáng vào cái tế bào quang điện, đây là cathode. Đây là anode. Thì chiếu ánh sáng lambda 1 vào. Đấy, thì bước sóng này nó phải thắng được công thoát A. Được không em? Thì lúc này electron mới văng ra được. À, và đề bài nói rằng khi electron văng ra như này mình đặt vào hệ điện thế hãm thì nó sẽ đẩy ngược lại, nhớ rằng U hãm là một cái hiệu điện thế đẩy electron ngược lại không cho nó văng ra nữa. Được không các em? Và chúng ta sẽ có hệ thức ở đây. Đó là U hãm bằng động năng mắc của electron văng ra. À, nhớ công thức này ha. U hãm này chính là năng lượng hãm á. Năng lượng hãm lại nó phải bằng với cái động năng cực đại văng ra. Được không em? Đấy, mà chúng ta biết rằng là HC chia lambda 1 bằng A cộng động năng mắc văng ra. HC chia lambda 1 là bằng A nè, cộng động năng mắc văng ra nè. Đúng không các em? Như vậy thầy suy ra được là gì ở đây? Suy ra được là chỗ này động năng mắc này chính là ơ hãm, tức là ơ nhân cho U hãm. Được không em? Như vậy thầy suy ra A bằng HC chia lambda 1 trừ ơ U hãm. Ok chưa? Đấy, vậy thì chỗ này bấm máy thôi. HC nè. 6,625 10 mũ trừ 34 nhân 3 mũ 8 chia cho lambda 1. Lambda 1 là 0,3, 0,3 10 mũ trừ 6. Nó sẽ bằng là 6,625 nhân 10 mũ trừ 19. Joule. Được chưa? Đấy, tìm được A xong. Bây giờ tới trường hợp 2 nè. Bây giờ chiếu ánh sáng lambda 2 vào trường hợp 1 xong ha. Trường hợp 1 giúp cho mình tính được A. Được không em? Tính được A nè. Bây giờ tới trường hợp 2. Chiếu ánh sáng lambda 2 vào và đặt cái UAK bằng 2V. Vậy thì em phải hiểu cái hình dung nó sẽ như thế này. Đây là cathode nè. Đây là cathode ha. À, đây là anode. Cathode này vẫn như cũ nha. Có công thoát là A. Mà A bây giờ mình tính được rồi ha. À, bây giờ chiếu ánh sáng lambda 2 vào. Lambda 2. Đấy. Và electron văng ra tại chỗ này. Electron văng ra tại chỗ này vừa mới văng ra thì nó sẽ có động năng là đúp lưu động zero. Được không em? Đấy, rồi. Và khi mà nó di chuyển qua tới đây, trong quá trình này nè, người ta đặt vào đây một cái UAK bằng là -2V. Đấy, người ta hỏi là khi mà nó văng ra thì nó có động năng là W mắc zero. À, W mắc zero á, W zero mắc đi ha. Đấy, thì khi mà nó văng qua tới đây, W động mắc chỗ này sẽ là bao nhiêu? Đấy. À, biết rằng chỗ này nó đặt vào cái UAK bằng -2V.
Vậy thì thầy muốn hướng dẫn các em chỗ này. Đầu tiên mình sẽ có nè, thằng này chiếu vào đúng không? Thằng này thắng được thằng công thoát A này thì tìm được W0 max đúng không? Thì sẽ có đầu tiên ha là HC chia lambda 2 bằng A cộng W động 0 max. Cho cái này ý nghĩa là gì em? Là W động vừa mới văng ra khỏi lớp trong. Vậy thầy sẽ có được là W động 0 max bằng HC chia lambda 2 trừ A. Được không em? Thế số bấm máy luôn nè. À, HC là chia lambda 2 trừ A, tức là 6,625 10 mũ trừ 34 nhân 3 mũ 8 chia cho lambda 2 là 0,15 mũ trừ 6 trừ cho A là 6,625 mũ trừ 19. Đấy, thì chỗ này nó ra luôn là 6,625 nhân mũ trừ 19 Jun. Vậy thì lúc mà mới văng ra, động năng của nó sẽ là 6,625 nhân 10 mũ trừ 19 Jun. Đấy. Rồi. Tiếp tục nha. 6,625 nhân mũ trừ 19 Jun. Xong rồi sao nữa các em? Chúng ta ở đây sẽ có là khi mà UAK bằng trừ 2V đúng không? Thì thầy muốn nhắc các em là đặc biệt là những bạn mà học lớp off chỗ thầy nè. Bởi vì những cái ký hiệu này thầy chưa có cho một lần nào mà hướng dẫn các em một cách thống nhất. Thì bây giờ thầy thống nhất lại cho các em ha. Là chúng ta chỉ cần biết một điều duy nhất thôi. UAK bằng trừ U hãm. À, trước đây chúng ta bị lộn những cái ký hiệu làm cho cái bài toán có lúc làm đúng có lúc làm nó bị lỗi. Đúng không? Thì bây giờ thầy nói các em một điều duy nhất thôi. UAK bằng trừ U hãm. Biết rằng U hãm là cái thứ đẩy ngược về như thế này. Em hiểu không ta? Đấy. Vậy thì UAK mà bằng trừ 2V. UAK mà bằng trừ 2V à, như vậy thì suy ra cái chỗ này là U hãm bằng mấy em? UAK bằng trừ U hãm gì là U hãm bằng 2V. Em hiểu không ta? Như vậy thì cái năng lượng UAK đặt vào này nó đẩy electron đi mạnh lên hay là nó làm cho electron đi chậm lại? Hãy nhớ rằng U hãm là làm cho electron đi chậm lại nha em, đẩy ngược lại nha. Đấy, hiểu giùm thầy chỗ này, hiểu giùm thầy chỗ này ha. Cái chỗ này là chỗ mà thầy cần xác định lại với các em thật kỹ nè. UAK bằng trừ U hãm. Mà đề bài này cho UAK là trừ 2V. Đúng không em? UAK là trừ 2V. Đấy, UAK là trừ 2V. À, do đó thì chúng ta sẽ có là UAK là trừ 2V thì nó sẽ là U hãm bằng 2V. Vậy thì U hãm nó có tác dụng đẩy nè. Như vậy cái UAK này không làm cho electron chạy nhanh lên mà nó làm cho electron chạy chậm lại. Em hiểu chỗ này không? Và chúng ta sẽ có được cái hệ thức ở đây nè. W động max. W động max này là max tại anode á, khi tới anode á. W động max tại anode nè. Nó sẽ bằng là W động 0 tại đây nè. Đó. Max trừ cho U hãm. Được không em? Đấy. Thì cái năng lượng, ví dụ năng lượng đây là 10 đúng không? Bị cản lại 3 đúng không? Thì tới đây còn lại 7 nè. Vậy thì 7 bằng 10 trừ 3. Em hiểu được chỗ này không ta? Đấy. Như vậy thầy sẽ có được ở đây là W động 0 max này nó sẽ là chỗ này nó sẽ là 6,625 nhân 10 mũ trừ 19 mới tính được ở trên. Trừ cho ơ nhân U hãm. Trừ cho ơ là 1,6 nhân 10 mũ trừ 19 nhân cho U hãm là 2. Đấy, thế số bấm máy nha. Rồi, trừ cho 1,6 10 mũ trừ 19 nhân cho 2 bằng là 3,425 nhân 10 mũ trừ 19. 3,425 10 mũ trừ 19. Được không em? 3,425 nhân 10 mũ trừ 19. Vậy đáp án bây giờ nó là câu D. Câu D nha các em. Tất cả các em, đặc biệt là các em lớp off, coi kỹ là chỗ này giùm thầy ha. Các em học khóa luyện đề coi kỹ là chỗ này giùm thầy ha. Đáp án của chỗ này là câu 21, là câu D nha. À, có ai đang là học sinh của thầy trong này không? Comment một cái cho thầy biết coi. À, lát nữa thầy cũng đưa cái video này lên nhóm của lớp off để cho các em chỉnh sửa lại ha. À, rồi xong câu 21 nè. À, cái câu đó nó có cái ý UAK bằng trừ U hãm là quan trọng nhất. Bây giờ chỉ nhớ một ý như vậy thôi. U hãm thì đẩy electron ngược theo hướng đi từ cathode qua anode, còn UAK thì bằng trừ U hãm. Được chưa? Rồi hôm trước chúng ta còn câu 37, 38, 39, 40 nè của đề nè.
Rồi, bây giờ chúng ta sẽ sửa câu 37, 38, 39, 40 ha. 37 đâu? 37 đâu? Đây, 37 đây. 37 đây. Rồi, 37 đây, bài nói gì đây? 37 nha. Trên mặt nước có hai nguồn AB phát sáng sóng giống hệt nhau. Trên mặt nước có hai nguồn AB phát sáng giống hệt nhau. Coi biên độ sóng không đổi. Bước sóng bằng 4 cm, khoảng cách AB là 20 cm. 37 nè. 37 này dễ ha. Bước sóng lambda bằng 4 cm. Đó, AB bằng 20 cm. Đó, hai điểm ABCD là hình chữ nhật. ABCD là hình chữ nhật. Đấy, với BC bằng 15 cm. Được không? H là trung điểm của AB. H là trung điểm AB. HD có số điểm đứng yên. Hỏi số điểm đứng yên trên HD. Đấy. Số điểm đứng yên trên HD. Vậy thì thầy sẽ giải bài này như sau. Giải bài này như sau ha. A đây. B đây. Đấy, ABCD. Rồi C đây. D đây. ABCD như sau. Được chưa? Đó, bây giờ đề bài nói gì? H là trung điểm của AB, trung điểm của AB đây. H ha, H nằm trên đường trung trực. H nằm trên đường trung trực có K bằng 0. Bây giờ đề bài nói cái đoạn HD này nè. Đoạn HD này có bao nhiêu điểm cực tiểu? Vậy thì nhớ quy tắc cho thầy nè, muốn tìm số điểm cực đại, cực tiểu giữa một đoạn thẳng, giữa hai điểm thì mình đi tính K hai đầu. K đầu này và K đầu này. Đó, H này thì ngay đường K bằng 0 rồi, trung trực ha, dễ. Rồi, bây giờ tới D, đi tìm KD. Tìm KD thì thầy có là cái khúc này nè. Khúc này chính là D1 của D nè. Khúc này chính là D2 của D nè. Đó, thầy sẽ có được là KD. K của D sẽ bằng là D2 trừ D1 chia cho lambda. Biết rằng D2 này là đường cạnh huyền của tam giác vuông. Cho nên cạnh này là 20, cạnh này là 15, là nó là căn bậc 2 của 15 bình cộng 20 bình trừ cho D1 là 15. Đấy, chia cho lambda đây là 4. À, vậy thì thầy suy ra được KD bằng, bấm máy luôn nha. Giải nhanh nè. Căn bậc 2 của 15 bình cộng 20 bình trừ cho 15 bằng chia 4 bằng 2,5. À, vậy là KD bằng 2,5, điều này có ý nghĩa là gì em? Là trên cái đoạn HD này, D được cái đường cực tiểu số 2,5 đi ngang. Đấy, vậy thì trong đường cực tiểu số 2,5 sẽ có đường cực tiểu số 1,5 và đường cực tiểu số 0,5. Đó. Vậy thì 2,5 cắt tại một điểm, 1,5 cắt tại một điểm, 0,5 cắt tại một điểm. Vậy suy ra là HD có 3 điểm cực tiểu. Cực tiểu tức là đứng yên á. HD có 3 điểm cực tiểu tức là đứng yên. Đúng không? HD có 3 điểm cực tiểu tức là đứng yên. Vậy mình chọn đáp án là câu C. C ha, chỗ này C ha. C. Đấy, các em coi hiểu chỗ này không? Hiểu comment 1 coi. Đào Quang Đức. thầy live stream, thầy làm cái video để cho mấy cái anh chị lớp 2K3 của thầy xem ha. À, giờ xem được thì tốt, còn không thì thầy có video gửi lại cho các anh chị xem. Được chưa? À, thầy không còn thời gian nào để làm những cái này cả, thầy buộc lòng phải làm vào lúc này thôi. Tiếp tục nè, câu 37 xong, câu số 38. 38 đề bài nói gì đây? Có lớp lò xo có độ cứng K và vật nhỏ khối lượng M được treo thẳng đứng. Cho con lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ là 2 căn 2. À, bài này là bài con lắc lò xo đứng nha, 38.
Con lắc lò xo đứng. Con lắc lò xo đứng có gì đây? Biên độ là 22 căn 2 a căn bằng 2 căn 2 cm. Trong một chu kỳ dao động, thời gian lò xo bị giãn bằng 3 lần thời gian lò xo bị nén. Delta T giãn bằng 3 lần delta T nén. Họ hỏi tốc độ trung bình của vật trong thời gian lò xo bị nén là V trung bình trong delta T nén bằng bao nhiêu. Rồi bài này thì là bài vận dụng cao rồi, nói cao thì cũng không cao lắm, nhưng mà nếu như mà non quá thì cũng không giải được ha. Cho nên thầy sẽ giải nhanh luôn nè. Nói tới bài toán thời gian nén giãn thì em nhớ giùm thầy vẽ cái vòng tròn ra. Giải nhanh ha. Thời gian nén giãn. Đấy. Đây là biên độ 2 căn 2. Biên âm trừ 2 căn 2. Nhớ rằng bài toán thời gian nén giãn, delta L 0 sẽ chia vòng tròn ra làm hai, như hai nửa như thế này. Đây là delta L 0. Được không em? Và nửa bên trái, nửa góc bên trái sẽ là góc nén. Và nửa bên phải sẽ là giãn. Nửa cái vòng tròn bên phải nè sẽ là giãn. Đấy, được chưa? Và đề bài nói gì? Delta T giãn bằng 3 lần delta T nén. Thầy sẽ có delta T giãn nè bằng 3 lần delta T nén. Delta T thì bằng là delta phi nhân T lớn chia 360. Đơn giản T lớn chia 360 đi, thầy sẽ được là delta phi giãn bằng 3 lần delta phi nén. Mà em nhìn nè, nguyên góc này là giãn, nguyên góc này là nén. Nén cộng giãn bằng 360. Mà delta phi giãn cộng delta phi nén thì bằng 360. Được không? Giãn thì bằng 3 nén, mà giãn cộng nén bằng 360. Giải chỗ này, thầy suy ra được là delta phi giãn bằng là 270 độ. Delta phi nén bằng là 90 độ. 270 bằng 3 lần 90 nè, đúng không? Mà cộng lại ra 360 nè. Đấy, và nếu như mà thầy biết được là cái góc nén là nguyên góc lớn này nè là 90 độ, thì thầy có suy được alpha không em? Suy ra alpha bằng là 45 độ. Mà nếu alpha bằng 45 độ thì khúc này là delta L0 nè. Suy ra có phải là delta L0 bằng A chia căn 2 không? Đấy, thì từ đó thì suy được delta L0 bằng 2 cm. Được chưa? Có delta L0 xong, bài toán này nó cho G nè. Bài toán này cho G bằng 10 nè. Vậy mình sẽ có được là delta L0 là G bằng 10 đúng không? Vậy mình có được là T trong con lắc lò xo đứng ha. Giải qua bên này. T bằng 2 pi căn delta L0 chia G. Bằng, bấm máy nha. 2 cm đúng không? 2 pi căn của delta L0 là 0,02 độ mét ha, chia G là 10 bằng 0,28. Coi như 0,28 giây đi, tương đối đúng. Được chưa? Bây giờ nó hỏi là tốc độ trung bình trong thời gian nén. Cái câu này là câu em phải suy nghĩ nha. Tốc độ trung bình trong thời gian nén nghĩa là gì các em? Chào Phùng Đắc Quý ha. Tốc độ trung bình trong thời gian nén thì thầy sẽ được ở đây. Nén là nó đi từ đây nè, qua tới này nè, là nén nè. Quãng đường tương đương sẽ là đi từ đây qua đây. Được không em? Xong rồi từ đây về đây. Được không? Đấy, vậy thì chúng ta sẽ có là V trung bình bằng S chia delta T. V trung bình thì S này thì là đi từ đây qua đây nè, xong đi đây về đây nè. Nó sẽ là khúc này là A nè, trừ cho A chia căn 2 là 2 lần, hai khúc nhỏ đúng không? Một khúc nhỏ này sẽ bằng A trừ A chia căn 2, hai khúc như vậy. Thì là 2 lần của A trừ A chia căn 2. Chia cho chỗ này là gì em? Như chỗ này là delta T là T chia 4, đúng không em? Tại vì là góc đi được là 90 độ nè, đúng chưa? Rồi thế số thôi. Thế số nè, 2 nhân cho trong mặt là A trừ A chia căn 2 là 2 căn 2 trừ cho 2 căn 2 chia căn 2 là 2. Rồi tất cả chia cho T chia 4 là 0,28 chia 4 bằng. Đấy, thì ra là 23,669. V trung bình bằng 23,669 cm trên giây. 23,669 thì nó gần bằng với lại 23,43 do làm tròn số này nọ đó. Được chưa các em? Thì nó ra câu này ha.
23,43. Do mình đã làm tròn này nọ cho nên nó lệch đi một tí so với cái đáp án. Được không các em? Ổn ha. Đấy, đáp án của mình là câu D nha. 37, 38 là câu D. Rồi qua câu 39 luôn nè các em ơi. 39 nè, thầy sửa nhanh để cho anh em còn nghỉ ha. 39 xem đề bài nói gì đây. Đấy, 39 là một câu quen thuộc. Điện xoay chiều. 39 sửa nhanh việc gọn nè. Sẵn sàng chưa với anh em? 39 9 9 9 9 9 39 9 9 9 9. 39 cho hai đoạn mạch gồm AM và MB móc nối tiếp. AM gồm R1 và C, đoạn MB gồm R2 và độ từ cảm L. AM nè. R1 và C. MB gồm R2 và L. Đấy. Như vậy chúng ta có AM và MB như này. Đúng không? AM và MB. Được không em? Đấy. Rồi. Vậy thì đề bài nói gì đây? Đặt vào đường áp xoay chiều có tần số F bằng 1 nhân 2 pi căn LC. Khi đó công suất tiêu thụ của đoạn P1 là công suất P1. Vậy thì em vẽ hình lúc đầu ha, lúc đầu là R1 nè. C, R2, L. Cái hình nó sẽ ra như sau. Y là một đường ngang. R1 là một đường ngang trùng với Y. Và ZC là một đường hướng xuống như này. Được không? R2 không biết dài ngắn như thế nào, nhưng mà nó sẽ nối tiếp với R1. Và ZL hướng lên như thế này. Được không kẹp? À, và đề bài này nói là trong cái trường hợp này, trong cái trường hợp lúc đầu này nè, thì nó đặt vào cái tần số là F bằng 1 chia 2 pi căn LC. Em có thấy điều này không? F bằng 1 chia 2 pi căn LC. Mà F trong cái trường hợp này như vậy suy ra là mạch cộng hưởng. Mạch cộng hưởng suy ra là ZL bằng ZC. À, hai cái này bằng nhau nè. Được không em? Đó, mà mạch cộng hưởng này cũng suy ra luôn là P1 sẽ bằng U bình chia cho R. Mà mạch này có 2R là R1 và R2, cho nên là U bình chia R1 cộng R2. Đấy. Đây là cái ý đầu tiên của bài toán. Đây là phương trình số 1 ha. P1 bằng U bình chia R1 cộng R2. Rồi. Bây giờ thầy mới xét tiếp theo nè. Bây giờ xét cái mạch tiếp theo. Mạch bây giờ đề bài nói gì đây? Nếu nối tắt hai đầu tụ điện thì điện áp hai đầu MB và AM và MB. Nối tắt hai đầu tụ điện thì điện áp AM và MB có cùng giá trị hiệu dụng nhưng lệch pha nhau pi chia 3. Vậy thì em coi coi AM có gì trọng? AM có R1 và M. Đây nối tắt hai đầu tụ điện ha. Nối tắt hai đầu tụ điện như này là còn lại AM còn lại R1 và MB còn lại R2 và L. Được không em? Vậy là cái mạch lúc sau nó sẽ còn lại là R1, R2, L. Được chưa? R1, R2, L. Rồi tiếp tục nè. R1, R2, L. Vậy thì thầy sẽ có cái hình như sau. Y là một đường ngang. R1 là đường như thế này. R2 là đường như thế này. Và ZL là đường hướng lên như thế này. À, vẽ tương đối, vẽ đại thôi ha. Đấy. Và cạnh này là cạnh ZMB. Được không? Gồm R2 và L. Được chưa? Còn này cạnh này chính là AM nè. Đề bài nói hai cái này bằng nhau. Và Z toàn mạch sẽ là cái đường như thế này. Thấy không em? Đây là đường Z toàn mạch. Vậy em nhìn dễ dàng thấy nè. Đề bài nói MB với AM có cùng giá trị hiệu dụng nhưng lệch pha nhau pi chia 3. MB đây em. AM đây. À, hai đứa này bằng nhau nè. Lệch pha pi chia 3 là gì? À, R1 này em tỉnh tiến nó tới đây coi. Vậy thì R1 với R2 cùng pha. Vậy MB lệch với R1 cũng chính là MB lệch với R2. Là pi chia 3. Vậy góc này là 60 độ nè. 60 độ. Đúng không? Nếu góc này 60 thì góc này là nhiêu em? 120. 120 mà hai cạnh này bằng nhau, vậy đây là tam giác cân. Tam giác cân thì góc này và góc này sẽ là 120, góc này là 30, góc này 30. Đấy, vậy thì đây chính là góc phi đúng không em? Dễ dàng thấy phi bằng 30 độ. À, đây là P2 nè. Chúng ta sẽ có P2 sẽ bằng trong hình này bằng gì? R1 cộng R2 nhân cho y bình. P bằng R y bình thôi, mặt này có 2R thì là R1 cộng R2 nhân y bình. Tức là bằng R1 cộng R2 nhân cho U bình chia Z bình. Ok em các em. R1 cộng R2 U bình chia Z bình. Rồi em nhìn kỹ nha. Nhìn coi cos 30 độ bằng gì em. Nói để đó thôi nè. Cos 30 bằng gì? Có phải bằng kề không? R1 cộng R2 chia này là gì? Z nè. R1 cộng R2 chia cho Z2. Đặt cái này là Z2 ha.
là giác 2 ha. Đó, nhìn để biết cái chỗ này nó như vậy, được không? Rồi bây giờ sau khi mà thầy chứng minh cho các em hết rồi, bây giờ thầy chỉ việc làm một cái thao tác cuối cùng. Đó là thao tác ghép cái này và cái này lại. Đây là phương trình số 1 đúng không? Đây là phương trình số 2 đúng không? Đây là phương trình số 2 nè, được chưa? Đó, thầy lấy 2 chia 1 ra gì? 2 chia 1 thầy sẽ được là P2 chia P1 sẽ bằng P2 chia P1. P2 là U bình chia R1 cộng R2 nhân cho U bình chia Z2 bình, chia cho P1 là U bình chia R1 cộng R2, được không em? U bình với U bình đơn giản, R1 nghịch đảo lên vậy P2 chia P1 sẽ bằng R1 cộng R2 chia Z tất cả bình. Trời đất quỷ thần, Z này là Z2 nha. Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, R1 cộng R2 chia Z thì nó bằng cos 30 độ. R1 cộng R2 chia Z. Ôi trời đất ơi, vậy thì suy ra là P2 chia P1 bằng cos 30 độ bình phương. Vậy suy ra là P1 bằng P1 bằng P1 bằng gì các em? P1 bằng gì các em? P1 P1 bằng gì đây? P1 bằng P2 chia cho cos 30 độ bình phương. Đấy, tức là bằng 270. P2 là 270 đúng không? Chia cho cos của 30 độ bình phương. Đấy, vậy P1 sẽ bằng 270 chia cho cos 30 tất cả bình bằng 360. 360. Quá. Đấy, đáp án là câu nào các em? 360 thì đáp án là câu A ha. À, có ai đang theo dõi cùng với thầy không? Có ai hiểu được chỗ này comment một coi. À, thầy biết là có nhiều ninja rùa lớp thầy lắm, lớp thầy nhiều ninja lắm, nhưng mà thôi không sao. À, miễn là các em có coi và có hiểu được những gì thầy đang truyền tải là được rồi. Được không? Nhớ là coi lại từ đầu video này nha. Nếu mà đứa nào vô sau xe về coi lại ha. Xe về coi lại ha. Coi lại cái bài 21 á. Bài 21 là bài quan trọng thầy muốn nhấn cho lớp của thầy ha. Rồi câu 40 nè. 40 thì khoai nè. À, khoai khoai thì vào tay thầy xong hết. À, chào Khả Thiên. 40 Ninja Khả Thiên đã bắt đầu xuất hiện. Lâu lắm mới thấy. 40 xem đề bài nói gì đây. Rồi nỗ lực làm trước 12 giờ là phải xong nha. 40 còn 10 phút dư thức mà đúng không? À, tao biết nhiều rồi, còn nhiều nhiều ninja lớp tao lắm. Nhìn số mắt like vậy mà tụi nó toàn im im mà tụi nó coi ấy. Thế mới hay. Ta hai điểm AB trên mặt. Hai điểm AB trên chân trần. Rồi để thử nha, thầy chưa biết đâu. Hai điểm AB trên mặt chất lỏng có hai nguồn kết hợp dao động điều hòa theo phương thẳng đứng cùng pha. AX là nửa mặt phẳng, nửa đường thẳng nằm mặt chất lỏng và vuông góc với AB. AB và ABD. A nè. B nè. Đấy, đây là AX. Sai thì đi ngủ, mà đúng thì cũng đi ngủ chứ sao. Được không? Rồi trên AX có những điểm mà các phần tử ở đó dao động với biên độ cực đại. Trong đó M là điểm xa A nhất. M là điểm xa A nhất ha. M là điểm xa A nhất. Vậy thì em phải hiểu như thế này. Đây là trung điểm đúng không? Đây là đường trung trực đúng không? Đấy. Vậy thì cái cực đại mà muốn xa nhất thì nó phải nằm trên cái đường cực đại số 1. À, vậy M bắt buộc phải nằm đây, không chạy đường nào được hết. Được chưa? N là điểm kế tiếp với M. N là điểm kế tiếp với M. N là điểm kế tiếp vì bắt buộc là N phải nằm trên đường cực đại số 2. Không chạy được nào đường nào hết. M rồi tới N nè. P là điểm cấu tiếp với N. P. Vậy P sẽ là đường cực đại số 3. P đây. Được chưa? Đấy. Và Q là điểm gần A nhất. Q là điểm nào đó dưới này. Không biết là K bằng nhiêu. Nhưng mà nó cũng là một cực đại. Đấy. Rồi. Bây giờ biết rằng MN bằng 22,25.
MN nè là 22,25 nè. 22,25. Rồi. NP là 8,75. NP nè, 8,75. Đấy, nó hỏi độ dài của đoạn QA gần nhất với giá trị nào sau đây? Nó hỏi QA. Được không em? Rồi bây giờ em nhìn nè. Đây có phải là D1 của M không? Và cái đường này có phải là D2 của M không? Thấy không em? D1 của M và D2 của M. Lambda chưa biết ha. Rồi, cách em làm dài quá. Rồi để thầy coi thử coi. Rồi bây giờ thầy sẽ có nè. Thầy có nè. D1 D2M D2M trừ D1M bằng KM nhưng cho lambda, thầy cứ để yên vậy ha. D2M là gì? Là đường cạnh huyền này. D2M này nó sẽ bằng là D1M căn bậc 2 của D1M bình cộng cho AB bình. Đấy. Rồi. Được chưa? Rồi thầy đá cái này qua bên đây. Bằng là KM nhân lambda cộng cho D1M. Được không các em? Bình phương hai vế lên. Thầy xuất lực được là D1M bình cộng AB bình bằng bình phương hai vế lên rồi nha. Vậy chỗ này là KM bình nhân lambda bình cộng 2 lần KM nhân lambda nhân cho D1M. Rồi cộng cho D1M bình. D1M bình bên này, D1M bình bên này, đơn giản. Được không em? Đấy, rồi để coi thầy sẽ rút ra được cái gì nha. Thầy đang cần tìm cái gì đây? Thầy đang cần tìm D1M. Thầy suy ra là chỗ này là KM nè. D1M sẽ bằng, nhìn ha, chỗ này đã qua nè. AB bình trừ KM bình lambda bình chia cho bên dưới là gì đây? 2 lần KM nhân lambda. Được không em? Đấy. Ra được cái biểu thức này là biểu thức cực kỳ quan trọng nè. Được chưa? Đấy. Rồi, chỗ này. Với KM bằng 1 thì D1M sẽ bằng gì? D1M là khúc này nè em. Đấy, tại sao thầy tìm khúc này biết không? Để thầy trừ 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 lỡ ra mấy cái số này nè. Được chưa? D1M sẽ bằng là AB bình trừ cho chỗ này là 1 bình lambda bình trừ lambda bình chia cho 2 lambda. Đúng không? Này 1 nè, đây là phương trình số 1 ha. Rồi. Giờ với KN. KN bằng mấy? KN đây, KN bằng là 2. Thì thầy tương tự vậy, thầy sẽ có D2N. Thế KN vào đây, được chưa? Bằng AB bình trừ KN bây giờ là 2 bình thì là 4 lambda bình chia cho chỗ này là 2 vô đây, 2 là 4 lambda. Đây là phương trình số 2. Rồi, với K của P thì bằng là 3. P bằng 3. Thầy sẽ có D, cái này là D1 của N nha. D1 của P, D1 của M nè, D1 của N nè, D1 của P nè. Công thức vẫn tương tự vậy. AB bình KP bằng mấy? Bằng 3. Chỗ này 3 bình phương là 9 lambda bình chia chỗ này là 2 x 3 là 6 lambda. Ở đây là phương trình số 3. Thì làm vậy chi vậy em? Tại vì D1NM mà trừ D1N thì nó ra là 22,25. Thầy sẽ có nè. D1M trừ D1N nó sẽ bằng bằng gì đây em? Lấy M trừ N đúng không? Lấy trên trừ dưới nè. Ở chỗ này là 4 lambda, chỗ này 2 lambda, vậy này nhân 2 lên nữa là 2 lần AB bình trừ 2 lần lambda bình chia cho 4 lambda trừ cho AB bình trừ 4 lambda bình chia cho 4 lambda. Thầy sẽ có biểu thức ở đây là D1M trừ D1N. D1M nè, trừ D1N nè, nó ra là 22,25 nè. Đấy, chỗ này ra là 22,25. Thì bằng bên này là gì đây? 2AB trừ AB là còn 1AB bình phương trừ 2 lambda bình cộng cho 4 lambda bình là cộng 2 lambda bình chia 4 lambda. Đây là phương trình số sao đi ha. Đấy. Cái này là thầy vừa lấy 1 trừ 2 nè.
Được chưa? Giờ thầy lấy tiếp là khoảng cách này là n với p là 8,75 nè, np là 2 trừ cho 3. Lấy 2 trừ 3 ha. À, thầy lấy 2 trừ 3. Bài này thì không ngắn rồi. 2 trừ 3. Nó sẽ bằng là nó sẽ có là D1 D1 của N trừ D1 của P. D1 của N trừ D1 của P thì bằng gì em? D1 của N đâu? D1 của N đây, AB bình trừ 45 lambda bình chia 4 lambda. D1P là AB bình trừ 9 lambda bình chia 6 lambda. 4 lambda mà nhân lên 6 lambda thì nhân thêm cho 1,5. Như vậy thì chỗ này là thầy nhân 1,5 lên luôn nha. Chỗ này là 1,5 AB bình trừ cho 4 lambda bình nhân cho 1,5 thì là ra là 6 lambda bình chia cho dưới này nhân 1,5 là 6 lambda trừ cho bên dưới là AB bình trừ 9 lambda bình chia cho 6 lambda. Vậy thì được chỗ này là 8,75 nè. 8,75 bằng 1,5 là AB bình trừ AB bình là 0,5 AB bình trừ cho 6 lambda bình cộng 9 lambda bình là 3 lambda bình chia 6 lambda. Đây là 2 sao. Đấy, 1 sao với 2 sao em thấy ẩn số chỉ còn là gì thôi? Ẩn số chỉ còn là lambda, 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 lambda và AB. AB. Em thấy không? Ẩn số chỉ còn là lambda và AB. À, từ sao và 2 sao suy ra. Tất nhiên cái bài này em phải giải ha. À, tới đây thì mình giải được rồi. Sao và 2 sao suy ra. Đấy thì thầy giải nhanh luôn cho nên thầy sẽ ra luôn là AB bằng và lambda bằng AB bằng là 18 cm ha. Và lambda bằng là 4 cm. Đấy, tất nhiên là thầy đã giải trước rồi. Nó mới ra được vậy. À, các em tự tính chỗ này nha, hai ẩn thì các em tính được ha. AB bằng 18 và lambda bằng 4. Rồi bây giờ mình có được AB là 18 nè. Và lambda bằng 4 nè, giờ mình đi tính K ngoài cùng, K ngoài là KA đó. Được không em? K ngoài sẽ bằng gì em? K ngoài bằng AB chia lambda bằng 18 chia 4 ra mấy? 18 chia 4 bằng 9 phần 2 bằng 4,5. À, nếu mà K ngoài này nè, K ngoài này là 4,5, KA là 4,5. Vậy thì cực đại xác nó nhất sẽ là nhiêu em? K bằng 4. Vậy chỗ này K ngoài là 4,5 suy ra là KQ bằng 4. Đề bài hỏi gì vậy các em? Độ dài QA gần với giá trị nào sau đây? KQ bằng 4 đúng không? KQ bằng 4. KQ bằng 4 như vậy thì thầy sẽ có được là AQ. AQ tức là D1Q á. D1Q hay gọi là AQ ha. Đề bài hỏi cái này mà. Rồi công thức là D là gì? AB bình trừ K AB bình trừ KQ bình lambda bình chia cho K bình lambda bình hai lần KQ lambda. Đấy, rồi thấy số bấm máy thôi. AB sẽ là nhiêu đây? 18 bình trừ cho KQ là 4 bình, lambda là 4 bình chia cho 2 lần 4 nhân cho 4 bằng là 2,125 cm. Có đáp án không các em? Gần với giá trị nào nhất sau đây? Có đáp án không? Rồi, ai đã thấy đáp án rồi comment đáp án giùm thầy coi, ai còn xem livestream. Ai còn xem livestream comment đáp án giùm thầy coi. Thấy đáp án chưa? Thấy đáp án chưa? Đấy. Chuẩn ha. À, bài này không không dễ lắm nhưng mà thật ra cái cách làm thì nó cũng đơn giản. Được không kìa? Comment đáp án xuống nè. Vậy là xong ha, đáp án của chúng ta là câu D. Đó. Đúng rồi. Tốt. Rồi. Đó, hiểu được những bài này là giỏi ha. Rồi vậy là thầy đã sửa xong những cái khúc mắc cần thiết nhất trong cái đề số 08. Bây giờ thầy chuẩn bị post cái video này lên YouTube cho mấy em học sinh của thầy xem đây. Bây giờ đi ngủ ha. Đi ngủ ha. Rồi, bye. Kết thúc nha. Xem video lại xong.